Chào các bạn, công cụ tiếp theo trong trong cái phần các cái công cụ tô màu chúng ta tìm hiểu sẽ là công cụ Eyedropper Tool. Công cụ này thì nó không có tác dụng tô màu, nhưng mà nó sẽ giúp các bạn chọn lựa được cái màu sắc uh, theo đúng cái yêu cầu của chúng ta. Công cụ này nó sẽ nằm trong cái bộ công cụ Ruler Tool thì các bạn chọn vào cái công cụ Ruler Tool hoặc là các bạn có thể ấn phím tắt. Ở đây là phím Y. Ví dụ chúng ta đang ở cái công cụ Muvatun, các bạn ấn phím i e này nó sẽ chuyển sang một cái cỗ công cụ. thì cái cái công cụ này nó sẽ có cái hình hình giống như là một cái cây cái cái, cái 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 bơm mà ở các cái trên các cái phòng thí nghiệm các bạn hay thấy chúng ta sẽ có một cái bơm dùng để chấm vào các cái nọ hóa chất sau đó để lấy hóa chất ra và và chia ra các nọ thì cái này cái cái biểu tượng của nó nó giống cái hình cái 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 bơm đó như vậy đó là cái công cụ eyedropper này, cái này nó sẽ giúp cho chúng ta lấy các cái điểm màu ở trên hình. Ví dụ các bạn không biết cái màu nào, oh, thì chúng ta có thể click dùng các công cụ này để click vào nó. thì khi click uh, click chuột vào, nó sẽ lấy cái điểm màu đó nó sẽ đặt cái màu đó làm màu phọc uh, uh. rau cho chúng ta. đây các bạn nhìn, nhìn đây là màu phọc rau, cái dưới đây là màu background. thì ví dụ như chúng ta di chuyển ở trong cái hình ảnh, chúng ta muốn lấy cái màu nào, chúng ta thấy cái màu nào đó mà chúng ta muốn chọn nó các bạn chỉ cần click chuột vào nó thì nó sẽ chuyển thành màu uh, foreground và khi chúng ta ví dụ khi chúng ta click chuột uh, click chuột nếu mà các bạn giữ chuột nhé các bạn giữ chuột và các bạn di di chuyển chuột thì thì các bạn thấy có một cái hình tròn nó xuất hiện như thế này Đấy. cái hình tròn này nó có tác dụng là gì thì các bạn chú ý quan sát trong cái hình tròn này nó chia ra làm hai phần một một cái phần ở phía dưới dưới phía dưới hình tròn nó có cái màu thì đó là cái màu hiện tại màu hiện tại của cái công cụ còn cái phần ở phía trên hình tròn nó là cái màu mà chúng ta đang chỉ đến đấy ví dụ như là, như là chúng ta đang chỉ vào đây chọn màu trắng này thì các bạn thấy phía trên hình tròn là màu trắng còn phía dưới nó là cái màu, màu 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 nó vàng nó lâu lâu thì cái màu vàng lâu lâu đó chính là cái màu hiện tại mà chúng ta vừa mới click chọn bây giờ giả sử thầy sẽ click chọn vào cái màu trắng này thì màu hiện tại của chúng ta là màu trắng bây giờ thầy lại di ra đây rồi giữ chuột Đấy thì các bạn thấy là thăm màu hiện tại màu trắng và mà nó lại di chuyển theo thì uh, ngoài cái việc chúng ta chọn cái màu như vậy uh, chúng cái công cụ eyedropper tool này nó còn có một cái uh, tác dụng khác khi mà chúng chúng ta nhớ cái ở cái cái bài uh, sử dụng công cụ vẽ uh, brush sử dụng cái cái nét vẽ brush này này, này. Các bạn nhớ là khi chúng ta đang vẽ như này nếu mà chúng ta uh, muốn chúng ta muốn thay đổi cái màu của cái brush thì ví dụ như chúng ta muốn đổi cái màu của cái brush bây giờ nó đang màu đen như thế này nó nhận cái màu phọc ra là màu đen chúng ta muốn thay đổi màu brush thì chúng ta có một cách làm nhanh là các bạn giữ phím Alt và thì lúc đó cái cái cái, cái con chuột chúng ta sẽ chuyển thành cái hình của cái công cụ I love Tool đúng không ạ? Đó thì là đây, đây là một cái cách gọi nhanh cái công cụ I love Tool Bằng cách là khi mà các bạn đang sử dụng một cái công cụ vẽ như, ví dụ như brush các bạn chỉ cần giữ ALT nó sẽ chuyển ra công cụ uh, alberton đấy chúng ta sẽ chọn được cái màu luôn được chưa thì cái công cụ này nó 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 dùng đơn giản vậy thôi uh, bạn chỉ cần dê chuột và chọn màu và chúng ta để để chúng ta chuyển cái màu rau thành cái màu chúng ta vừa chọn thì ngoài ra ở trên cái công cụ ở ở trên cái uh, uh, thanh option 3 thì trên của của cái công cụ này nó có một cái phần là các bạn thấy có cái same size same size trong này có cái lựa chọn mặc định nó là point same point same tức là nó sẽ chọn cái điểm mà chúng ta click chuột vào cái điểm uh, click chuột vào nó chọn cái điểm đó đây ví dụ là nó chọn cái ô này ví dụ chúng ta click chuột vào ô nào nhé ví dụ click cái ô màu đen này thì nó sẽ chọn thành như này thành màu đen click màu màu vàng nó chọn cái ô phọc rau thành màu vàng nếu mà chúng ta chọn cái lựa các cái lựa chọn khác ở dưới ví dụ như nó 3 x 3 5 x 5 thì nó sẽ lấy nó 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 sẽ không lấy điểm chính xác của một ô mà nó sẽ lấy trung bình của uh, ví dụ của ba của năm ô thì nó sẽ lấy năm ô theo hàng ngang năm ô theo hàng dọc và sẽ nó, nó sẽ lấy trung bình của các của các cái ô này ví dụ như là thầy click vào đây đấy lần này khi chúng ta đang chọn là 5 x 5 thì nó sẽ lấy một cái màu như thế này là màu trung bình này đấy. nó không lấy chính xác của của cái ô mà chúng ta kích vào nữa đấy. đấy là cái chức năng uh, lấy mẫu màu ngoài ra khi mà các bạn uh, chúng ta không click và giữ chuột mà các bạn không thấy cái hình tròn này nó hiện lên thì chúng ta có thể điều uh, bật nó hiện lên bằng cách là các bạn nhìn lên cái thanh Oxford ba có một cái là sampling ring các bạn, và các bạn uh, tích vào cái đó chúng ta đang nếu mà các bạn bỏ dấu tích này đi thì khi mà các bạn giữ chuột click chuột trái và giữ chuột nó sẽ không hiển thị hình hình tròn nhé bạn muốn hiển thị hình tròn các bạn cần click vào đây và giữ chuột được chưa đấy còn cái phần xem này thì chúng ta để mặc định của nó là ô oh này ơi chúng ta cũng không cần chỉnh uh, uh, nhiều thì cái công cụ này nó đơn giản vậy thôi uh, không có gì phức tạp thì các bạn chỉ lưu ý cái chức năng để là chúng ta gọi cái chức năng lấy lấy mẫu màu nhanh khi khi chúng ta sử dụng các công cụ như là brush bằng cách là giữ phím alt thì nó sẽ rất là thuận tiện giúp các bạn thao tác nó nhanh hơn thì phần này thầy giáo sẽ dừng ở đây đến phần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong cái bộ công cụ này còn một công cụ nữa đó là ruler tool công cụ này sẽ giúp chúng ta, chúng ta có thể uh, đo và chúng ta sẽ uh, sửa được một số các cái nỗi của ảnh như là lỗi về chụp nghiêng ảnh chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau cảm ơn các bạn đã theo dõi video